Hôm nay là mình sẽ đi giao cái con GSX-R mà bữa mình bán 45 triệu á, đây. Đó, như lời mình đã hứa người người Việt Nam nói là làm. Là đó, thấy không? Mọi người nhìn đi. Fix hết tất cả cái vết chày. Tặng cho anh một lần fix hết tất cả cái vết chày. Quay cho anh em xem đi. Còn chỗ nào chày nữa thì không lấy tiền. Thấy chưa? Qua bên đây, fix hết rồi. Anh em thấy chẳng khác nào con xe mới không? Qua đây nè. Rồi, ủa anh, lấy đồ mình lát nữa tới đó mình tháo bản số ra để về chào bạn đó. Rồi anh Phước dắt lên. Qua qua đây mình quay cái nóng hiểm. Giờ anh Phước sẽ dắt xe lên cho nó lên xe nè. Ủa, tài sao hai cái vậy? À, thì mình tặng cho anh một cái nón bảo hiểm 1 triệu mấy nữa nè. Rất là đẹp, chút nữa tới mà mình tặng mình sẽ quay cho anh em xem. Rồi đồ chơi xe là mình bỏ trong đây nè. Đồ chơi xe, bô độ rồi mình bỏ trong đây. Đó. Rồi bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu đi về Châu Đốc. Giao con xe này ở Châu Đốc đó anh em. Rồi, vậy nha. Tiếp tục hành trình đi về miền Tây, Châu Đốc là miền Tây đúng không? What? Gì hả? Đúng rồi, 200 mấy cây á. Bữa nay mình dắt theo cameraman đi chơi luôn. Mình không tự quay nữa, bữa nay nó rảnh anh em. Này nó cũng khoái đi không ạ? À? Tài em có khoái đi không Tài? Khoái lắm anh, nhưng mà hôm nay em còn nguyên càng xây trong kia. Rồi, vậy nha. Chúc những anh em sẽ sở hữu được những con xe. Mình sẽ cố gắng tìm những con xe ngon nhất có thể dành cho anh em. Con xe bán hơi bị lỗ. Chủ yếu là xuống Châu Đốc chơi với mấy anh em. Rồi, bye bye mọi người. Bây giờ bắt đầu mình đi đây. Mình bây giờ chuẩn bị đi giao xe nè mọi người. Không có kịp ăn cái gì hết, chỉ kịp ăn ổ mì thôi. Mình với lại cameraman, còn ông này chắc không ăn rồi. Thì cameraman để anh cầm cho. Nay anh sẵn anh tặng cho em cái nón đội cho có màu với anh em nè. Rồi ghê vậy. Đó, đẹp chưa? Tại mày xấu á. Tại mày xấu á. Mày đổ nón vô mới đẹp trai. Lấy nước kìa ơi. Đó. Rồi, như vậy nha. Bắt đầu chuyến đi. Rồi mình ăn bánh mì lên đường nè. Mọi người cứ nghĩ Minh người có tiền nhiều rồi này nọ trai, nhưng mà thực chất cũng bình thường như mọi người thôi. Phải ăn vội để đi giao xe cho anh em. Bình thường, cái này là nó không phải là than. Cái này là cuộc sống bình thường luôn á. Cuộc sống đơn giản như bao, nói chung là lúc nào cũng phải vậy thôi. Ép buộc là phải vậy chứ không có thời gian mà ngồi ăn phở rồi hay là chém gió đâu, đúng không em? Nè, cameraman nó cũng quất ổn nè, mỗi thằng ổ. Ngon rồi. Thôi, bây giờ tắt máy ra. Tới đó mình quay tiếp, bây giờ đường về miền Tây đúng không? Châu Đốc là miền Tây hả, ở đâu ra? Nó mé mé em một chìa, giáp lên luôn á. Châu Đốc là miền Tây đúng không em Phước? Đúng rồi, miền Tây em. Ê, em có hiểu không, cái bánh nhỏ xíu mà nó phải mua cái... Anh em ơi, đi được nửa đường rồi nè. Má mà cái đường, công nhận cái đường mà đi từ đây ra đó nó sốc. Đi nó sốc mà muốn đau bụng, ăn ổn mì muốn ói luôn á. Ở đây có nải chuối rồi. Đó, nải chuối kìa. Chưa chín. Đẹp quá. Ở đây đẹp ha. Rồi, đi tiếp thôi. Quá đẹp. Cái này về quê là chờ nuôi cá và trồng thêm rau. Rồi tụi mình đang ở ở đây là ở đâu anh? Ở đây là ở đâu rồi? Châu Long, Châu Đốc. Bây giờ xuống xe cho đó, xuống xe cho chủ xe. Chủ xe không có ở đây nên nhờ người nhận giùm. Không có chày đâu nha, cái này nó dính bụi thôi. Đó, anh đang coi xe nè.
giờ mình nè, cái nón bảo hiểm này là em cho ổng á. Nè nè anh nhận nè, nón bảo hiểm này là em cho ổng á. Đúng nón không? Đúng nón này em tặng riêng chứ không phải là. Rồi giao một mớ cái đồ nữa. Ủa cái bị ốc đâu ta? Nè, bộ đồ chơi. Cái này là về trắng bùng nè. Bô độ nè. Bô carbon. Đó. Đó. Chờ xíu còn cái bộ ốc zin nữa. Rồi đủ đồ chơi nha. Đây bộ ốc zin nè. Rồi cái nón của anh ấy nè, nón của anh ông đưa cho ổng là ông biết à. Rồi. Hả, bát biển số đó đủ hết đó. Cái đó đồ chơi thôi, còn cái này đồ zin nè. Rồi giờ anh có test không? Test xe không? Em test hết rồi. Nè, qua cho mọi người coi nào nha. Con nè, nhẹ nhàng nè, thấy không? Nhẹ như ẹt đó. Tiếng máy nè. Đó. Xong rồi nha, vậy là xong. Xe đã về một anh đẹp trai ở Châu Đốc. Rồi xong rồi đó. Nhà ở đâu anh Phước? Rồi vô hẻm luôn. Vô hẻm luôn. Tao vô nhà luôn anh. Đậu rồi. Rồi. Cái chìa khóa xịn mất cây nãy ai giữ rồi? Chìa khóa anh giữ đúng không? Cái người mà mua xe á thì ảnh đi bộ đội đúng không anh? Đi bộ đội, còn bây giờ anh trai ảnh nhận giùm mà. Đó, là xe nãy giờ test rồi, nếu như mà xe mà có lỗi gì á là khi anh bịt bô lại ở đây kêu cộng xe rất là êm, mọi thứ dàn áo em như trên clip anh nói, em nói với ảnh là đó, fit hết là không một vết chày. Thường thường á là mua xe cũ là phải chày, cái này là em tặng ổng thôi, với lại em tặng ổng thêm cái nón bảo hiểm, nón bảo hiểm triệu mấy á đó, cho ổng đi đường cho nó an toàn. Rồi vậy xong rồi nha. Rồi xe đã về anh chủ đẹp trai Châu Đốc đó, đồ bô độ rồi đó, chừng nào mình ra dây bây giờ mình gắn vô mình đi vẫn được nha anh. Bây giờ anh thích nổ, bây giờ có cà vạt là anh đi thoải mái, chừng nào mà anh muốn sang tên thì anh gửi hết mấy cái này cho em.
đó, rồi xong. Rồi gửi lên lại. Đó bây giờ cứ đi thoải mái, cái này là xe của mình rồi đó. Rồi xong rồi đó. Tao để bô này vài bữa mình ra mà mình đóng thế, mình ra biển số thì mình phải đem đồ dinh hết. Đó nguyên xe dinh vậy nè. Còn bây giờ anh thích gắn gì gắn, cái bữa mà ra mà làm cà phê. Nãy nó nói mà là cái nữa gửi sao vậy, gửi theo cầu quà gì gửi chung. Là nó hỏi là à gửi cái tem á, rồi rồi em hiểu rồi, cái đó làm việc sao. Bây giờ xe cho rồi. Rồi vậy xong. Rồi. Xong. Dạ về chỉnh lại mới đăng lên. Cũng có đăng lên mạng ha. Rồi tắt đây. Rồi. Như vậy là đã tiếp sức một đam mê cho một anh em nữa ở tỉnh xa rồi ha. Còn anh em thắc mắc tại sao cái logo 2K này, quay gần đây anh em, nó lại nằm gần cái logo của mình, là bởi vì đó sắp tới mình có hợp tác với lại trường đua 2K nữa. Anh em đón chờ những siêu phẩm mới, hiểu không? Đó, vậy là xong. Vậy ha, bây giờ anh em mình đi ăn, đói bụng quá, đói bụng lắm luôn á. Đường này khó đi ghê anh. Nó y như là chơi thú nhúng. Rồi tạm biệt anh em nha. Đừng ngủ quê mà. Đang đậu ở đây ở một chỗ nào đó không biết nữa. Ở chung cũng còn ở Châu Đốc á. Qua đi ăn bún cá. Em ăn gì camera? Bún cá luôn hả? Đó giờ anh cũng chưa biết bún cá bún chả là gì luôn á. Gì thì em ăn bún chả đi. Bún chả giò. Dạ bún chả giò. Ở đâu mà? Dạ còn ở Sài Gòn á. Nãy con tưởng cái này là cái xe mì gõ chứ. À, con tưởng là xe mì. Thôi vô ăn. Dạ. Đây là hương đồng gió nội luôn. Rồi. Đây là chi chi. Rồi giờ chờ ra ăn đúng đói luôn á. Sáng ăn ổ bánh mì chạy tới bây giờ. À, ngồi sao mệt quá. Có mấy người mà lái xe á, sướng. Mình ngồi mệt. Chắc đi. Chạy ra vừa đi giao xe vừa ẩm thực. Ngon quá coi rồi. Em đói vô. Đói vô. Đói rồi. Đói rồi hả? Mình từ cho ta ăn hết tô đi, quay cho mọi người xem đi. Mọi người ở trong đó mọi người có biết nói gì không? Nói chung cái này ở trên mình nó gọi là bún thịt nướng. Đúng không ha? Dạ. Bún thịt nướng đó. Thì giống vậy thôi. Nói chung ở đây ăn cái gì gọi là hương vị đồng quê hả? Cô uống rồi, không kêu con những đói chạy ơi. Những đói chạy thôi. Phước con gà đẹp kìa. Không, anh không biết con gà nữa, bây giờ anh thấy chả giò đây đẹp nè. Ui chà, thôi, thằng camera nó tay nó rung rồi. Thôi giờ tắt đi cho nó ăn mọi người ơi, tội nó. Em không cho ai mang á, lật con chó vô bụng em rồi. Thôi, tắt. Bây giờ mình sẽ review cho anh em một con xe động cơ 2 thì sushi bar tuổi lình. Thiệt luôn. Động cơ 2 thì có nghĩa là đây. Hai cẳng. Đạp. Đó. Này lên đầu dễ lắm luôn, nhẹ nhiều nhẹ nhàng. Đó. Chỉ cần nhích nhẹ là lên. Đó, ga rất là bốc. Đó. Thì sườn này là dàn sườn gọi là sườn gì? Đâu, cái sườn này theo khoa học gọi là gì, Osaka. Dàn sườn người ta là dàn sườn mắt cáo, khung sườn titan đồ này nọ đi. Thì cái này là dàn sườn đâu? Thợ sắt. Dàn sườn thợ sắt. Đây có má tay thắng cái gì gọi này, tay thắng ta là tay thắng Rambo, này là tay thắng tay thắng nhựa đâu, chính hãng chợ Kim Biên. Cái này bao tay người ta là Racing Boy, cái này là bao tay Racking Boy. Racking Boy ở đây có lên niền màu nè, đó niền màu, niền nhiều màu. Hả? Con này lên yên solo mới đẹp. Cái này nó lên yên để nó chắc này, thằng này là chủ xe này đã có người yêu rồi nha, nên mới có lên yên này để chở người yêu. Đó, có chống đứng rồi luôn.
thắng rất là hay. Thắng lại là nó cho mình cái âm thanh nó giống như là giống như là âm thanh tiếng giọng đấy. Đó, thấy chưa? Thắng lại là cho mình nghe cái âm thanh rất là bốc. Thôi, xe này á, cái này đồ chơi nhiều nó không hết đâu. Bây giờ mình chạy thử cho mọi người coi nha. Mình 1m7 thì ngồi xe này nó hơi ngộ nghĩnh. Rồi, tới đây thì những con xe như thế này á thì mấy bạn phải đi chung với những con siêu xe. Đó, cái này xe Lambo bún chả giò. Lambo bún chả giò. Xe này á, phải nói luôn, động cơ của nó đẩy thì mới đi, còn không đẩy thì nằm chỗ. Xe hơi bị xịn á. Chủ xe là auto đẹp gái. Coi. À, trên xe có độ những gì nha, để mình qua mình coi nè. Thì có độ nồi lửa á mọi người. Cái đó là cái gì? Bô xăng lửa. Bô lửa của Umai. Nồi lửa, độ 2 cái thao. Chừng nào say xe thì mình nói. Chạy say xe quá rồi mình nói. Ở đây có khung sườn gọi là khung sườn gì? Khung sườn gỗ. Không, khung sườn gỗ mà khung sườn thợ mộc ông nội. Khung sườn thợ mộc. Có mái che luôn, không lo nắng mưa. Siêu xe mà phải có mái che. Mà khi mà mình tháo máy này ra thành xe mua trần. Đó. Rồi thôi không giỡn nữa, về đây Sài Gòn đây. Bye bye mọi người. Nhớ like và subscribe cho kênh của Vinh Biker nha. Anh chị em thấy coi trình thử xe rồi.